anh muốn biết cái gì là sự hưởng thụ tối cao của đời người? Anh muốn có được chân thiện mỹ tuệ của đời người không? Xin hãy đón xem những buổi giảng về Phật học do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Tiểu sử lai lịch của Tịnh Không Pháp Sư, sinh năm 1927 tại huyện Lư Giang, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Học lịch theo học giáo sư phương Đông Mỹ, chương gia đại sư và lão cư sĩ Lý Minh Nam, tu học ngành triết học Phật giáo 13 năm. Kinh lịch từng nhiệm Phật học giảng tòa tổng chủ giảng tại trường đại học của Giáo hội Phật giáo Trung Quốc và chức vụ giáo sư đại học, giảng kinh Hoằng Pháp trên 30 năm. Hiện thường đi Hoằng Pháp các nước như Mỹ, Canada, Đài Loan, Đại Lục và Đông Nam Á, dốc hết toàn lực chuyên tu chuyên hoằng pháp môn tịnh độ. Hiện nhiệm đạo sư của Hoa Tạng Tịnh Xá, đạo sư thư viện Hoa Tạng Phật giáo, hội trưởng hội Hoa Tạng Tịnh Tông, đóng sư trưởng hội gây quỹ Phật Đà giáo dục, đạo sư hội Phật giáo tại Dallas, Mỹ Quốc. Đề xướng Phật giáo chẳng phải là tôn giáo mà là nền giáo dục trí thiện viên mãn của Phật Đà đối với cửu pháp giới chúng sanh. Học Phật là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Tu phước và tu tuệ muốn một. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Địa điểm: Hội niệm Phật Quán Tự Tại tại Đài Bắc, Đài Loan. Thời gian: tháng 12 năm 1994. Kính thưa ông hội trưởng, quý vị cư sĩ, quý vị đồng tu, hôm nay Hội niệm Phật Quán Tự Tại có mời học nhân đến đây để giảng về đề tài tu phước và tu tuệ với quý vị. Hai chữ này có thể nói là từ cổ kim trung ngoại, tất cả đại chúng đều niệm niệm mong cầu. Nhưng thật tại mà nói, cái phước tuệ tròn đầy là tất cả chúng sanh vốn có đầy đủ. Vốn đã có đầy đủ mà nay thì lại chẳng có, mà còn phải đi tìm cầu. Anh bảo có phải tức cười hay không? Vì sao lại chẳng có? Đó là vấn đề mà chúng ta phải thảo luận hôm nay. Phật Pháp là Phật Đà dạy chúng ta, nhận thức chính mình, nhận thức hoàn cảnh sinh hoạt của chúng ta. Nếu chúng ta thật sự hiểu rõ một cách triệt để thì người này chúng ta gọi họ là Phật, là Bồ Tát. Nếu như họ không nhận thức được, không nhận thức tức là mê. Mê cái gì? Mê mất chính mình. Thì chúng ta gọi họ là phàm phu. Cho nên phàm phu và Phật Bồ Tát sai biệt là ở chỗ giác và mê. Người giác ngộ thì phước tuệ đều đầy đủ. Đến cảnh giới của Phật thì phước tuệ viên mãn, trình độ mê của chúng sanh
cũng có cạn sâu khác nhau. Mê được sâu là chúng sanh trong tam ác đạo, mê được cạn một tí là chúng sanh trong hai đường nhân đạo và thiên đạo. Giờ đây có thể biết được sự tu học Phật pháp tức là ở chỗ phá mê khai ngộ. Mê làm sao phá? Hiểu rõ thì là phá, hiểu rõ tức là không mê, không hiểu rõ tức là mê hoặc. Vậy thì từ mấy câu nói này, tôi nghĩ quý vị nhất định thể hội đến mục tiêu giáo học của Phật giáo. Tông chỉ giáo học của Phật giáo trong quá khứ tại Trung Quốc cổ xưa vô cùng coi trọng sự giáo học. Chúng ta từ trong sách vở xưa thấy được cổ nhân gọi là sự sai biệt giữa người và động vật. Con người cũng là một trong loài động vật. Sự sai biệt với các loài động vật khác là ở chỗ nào? Con người thì giác ngộ, súc sanh thì làm mê hoặc. Con người thì có giáo dục, còn súc sanh thì không có được giáo dục. Có lẽ quý vị sẽ hỏi, có nhiều loại súc sanh biểu diễn trong các đoàn xiếc, chúng cũng được giáo dục qua. Sự giáo dục đó và sự giáo dục con người nhận được thì khác nhau. Cái mà chúng nhận được là kỹ năng giáo dục, chúng có thể biểu diễn. Còn con người nhận được không phải loại này. Nhưng nền giáo dục mà con người hiện đại nhận được, thật sự mà nói, cũng chỉ là kỹ năng giáo dục. Nói một cách khác, cùng với những động vật biểu diễn trong đoàn xiếc, khoảng cách đã không còn xa lắm. Vậy thì nền giáo dục cổ xưa của chúng ta là gì? Mục đích của nền giáo dục cổ xưa là dạy anh hiểu rõ mối quan hệ giữa người và người, quan hệ giữa người và xã hội, quan hệ giữa người và vũ trụ. Dạy anh cách làm người trong đời này, là một nhân phẩm có giá trị, có ý nghĩa. Còn những gì Phật Đà dạy chúng ta so với tông chỉ này lại càng sâu hơn, lại càng rộng lớn hơn.
Phật yêu cầu chúng ta phải thẳng đến minh tâm kiến tánh, bởi vì tâm tánh mới là bổn nhân của chính chúng ta. Giờ đây có thể biết được sự giáo dục của Phật cùng với nền giáo dục cổ xưa của Trung Quốc chúng ta, lấy Khổng Mạnh làm đại biểu, trong đó cũng có sự sai biệt rất lớn. Chúng ta từ trên bề ngoài mà nhìn, nền giáo dục của Nho gia là nền giáo dục của một thế hệ, nền giáo dục của một đời. Còn nền giáo dục của nhà Phật là nền giáo dục ba đời. Nó nói đến quá khứ, hiện tại và vị lai. Cái phạm vi này thì lớn hơn quá nhiều, quá nhiều. Bởi vì quá khứ vô thủy, vị lai vô chung. Vô thủy vô chung là phạm vi giáo dục của Phật giáo. Chính giống như trong Kinh Đại Thừa chỗ nói, giống cùng tam giới ngang khắp mười phương. Đây mới gọi là cái cứu cánh chân chánh, cái viên mãn chân thật. Tất cả giáo pháp Đại Thừa đều lấy cái này làm mục tiêu. Nhưng biểu hiện trong đời sống hàng ngày hiện nay, biểu hiện trong hiện tại, cùng với chỗ nói đến của Nho gia thì rất gần. Cái gần này là cái gần ở bề ngoài, nhưng trong cốt tủy thì là khác nhau. Điều đó khác hẳn. Một bên là tâm bào thái hư thượng châu sa giới, một bên chỉ có tấm lòng từ bi quảng con, chúng ta thường gọi là ái duyên từ. Chúng sanh duyên từ chỉ đạt đến cái này. Còn về Phật pháp thường gọi là pháp duyên từ, vô duyên từ. Cái này thì trong Nho gia không có, cho nên họ chỉ nói đến ái duyên từ và chúng sanh duyên từ. Chúng sanh duyên từ tức là chúng ta ngày nay gọi là bác ái. Nhưng mà nền giáo dục của Khổng Mạnh cùng với nền giáo dục Phật pháp đích thật vô cùng gần gũi. Cứ lấy Phật pháp mà nói, những vị đại đức sau này giảng đến ngũ thừa Phật pháp, sự giáo học của Nho gia thì là phù hợp với Phật pháp Nhân Thiên Thừa, cũng tức là chúng ta thường gọi là Thế Gian Pháp. Còn Thanh Văn Viên Giác Bồ Tát là thuộc Pháp Xuất Thế Gian, vượt khỏi Thế Gian. Ranh giới của Thế Gian và Xuất Thế Gian tức là Tam Giới Lục Đạo. Giả sử chúng ta có thể vượt khỏi lục đạo luân hồi, đây là thuộc về xuất thế gian, không thể vượt khỏi lục đạo luân hồi thì thuộc về thế gian. Điểm này chúng ta phải để ý đến. Chúng ta
Niệm Phật có thể vãng sanh được không? Vãng sanh được. Tức cái anh tu đó là pháp xuất thế gian. Niệm Phật mà vẫn không thể vãng sanh được, đây cũng thuộc về pháp thế gian. Đây là điều mà các bạn học Phật đồng tu chúng ta không thể không biết. Phước và tuệ, một cái là bên ngoài, một cái là bên trong, thường thường không thể chia cách ra được. Thể của nó là tương đồng. Nếu như có phước mà không có tuệ, thì phước báo này không phải là chân thật. Không những không thể thành tựu đạo nghiệp, mà ngay sự nghiệp cũng có phó tác dụng rất lớn. Đây tức là câu mà người thường quen thuộc gọi là tạo nghiệp. Chúng ta cử một ví dụ cạn cợt dễ hiểu, như là của cải giàu có là phước báo. Anh có tiền của, nhưng nếu không có trí tuệ, chúng ta cử một ví dụ đơn giản nhất về mặt ăn uống. Người có tiền mỗi ngày ăn một con gà, đây là việc rất bình thường. Mỗi ngày giết một con gà, ăn được vài năm, anh có biết rằng anh đã kết biết bao nhiêu sự oán thù với chúng sanh? Những oan gia trái chủ này, ngày nay phước báo của anh đang hiện tiền, đang lúc gặp thời vận. Những oan gia này không làm gì được anh, chẳng dám đến gần anh, nhưng vận tốc của anh không thể vĩnh viễn giữ mãi được. Vận tốc khi đã hết thì vận xấu đến, khi vận xấu đến thì oan gia trái chủ liền đến báo thù. Lúc ấy anh sẽ làm sao? Đây tức là có phước mà không có trí tuệ, thường hay tạo nên những tội nghiệp rất nặng. Chuốc lấy sự bất như ý ở kiếp sau, nghiệp báo như thế đó thì nhất định đọa vào tam đồ. Quý vị thử nghĩ, đây nào phải là phước? Chẳng bằng không có. Có phước lại có tuệ thì là tốt. Họ có tiền của, họ có thể đem tiền của này mà tạo phước cho xã hội, làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, thì sự phú quý của họ mãi đến đời con đời cháu đều hưởng thụ cũng không hết. Cho thấy rằng tuệ rất quan trọng. Phật pháp
vô cùng coi trọng việc tu phước và tu tuệ. Anh xem nghi thức quy y Tam Bảo của chúng ta. Trong lời thệ nguyện lúc quy y, quy y Phật Nhị Túc Tông. Chữ nhị này là phước và tuệ, túc là đầy đủ, phước tuệ viên mãn. Đây là thế gian và xuất thế gian được người đời tôn kính nhất. Phước báo của Ngài viên mãn, trí tuệ viên mãn, đây là Phật. Vì thế cho nên Phật dạy chúng ta tu hành. Vừa mở đầu cũng là dạy chúng ta phải phước tuệ song tu. Đạo lý là ở chỗ này. Chúng ta hiện nay đang ở trong mê, vẫn chưa giác ngộ, cho nên trong tự tánh đích thật có Như Lai trí tuệ đức tướng. Đức tướng tức là phước báo, cùng với phước tuệ trên quả địa của Như Lai không có sai biệt tơ hào nào cả. Nhưng hiện nay mê mất tự tánh nên phước tuệ không hiển hiện ra được. Chúng ta ở trong lục đạo chịu lấy những sự khổ nạn. Phật dạy chúng ta làm cách nào để ra khỏi luân hồi. Luân hồi chẳng phải Phật tạo nên, cũng chẳng phải Bồ Tát tạo nên, cũng chẳng phải Thượng Đế hay Quỷ Thần tạo nên, cùng họ hoàn toàn không có liên can chi cả. Luân hồi là từ đâu đến? Là tự mình tạo nên thì phiền phức lớn, tự làm tự gánh chịu. Cho nên vấn đề này vẫn phải tự mình giải quyết lấy. Kẻ khác không thể giúp chúng ta giải quyết, nhưng mà chúng ta tự làm tự gánh chịu, tự mình mê mất việc làm của mình. Chư Phật Bồ Tát tâm địa rất thanh tịnh, quý Ngài bên cạnh nhìn thấy rất rành rẽ, rất rõ ràng. Nhìn chúng ta đang tạo nghiệp, nhìn chúng ta đang thọ báo. Phật Bồ Tát rất từ bi, chỉ dẫn chúng ta, cũng tức là bảo, đem những chân tướng của sự thật vì chúng ta mà nói ra. Giờ đó chúng ta mới biết rõ, biết được dùng phương pháp gì để thoát ly. Và Phật lại đề ra cung cấp cho chúng ta rất nhiều phương pháp hay, khiến chúng ta phước tuệ song tu. Phương pháp của Phật tuy rất hay, cũng rất công hiệu, nhưng người thế gian nghe rồi vẫn không tin, không chịu làm theo. Vì nguyên nhân gì? Là không có trí tuệ. Người ta nói lời thật thà với anh, lời chân thật anh vẫn hoài nghi, không tin. Gặp kẻ khác gạt anh, lừa dối anh thì anh lại tin. Đến khi mắc lừa chịu thiệt thì mới giác ngộ. Giác ngộ thì đã trễ rồi, không kịp nữa. Đây là ngu si. Ngu si tức là không có trí tuệ. Không có trí tuệ thì không có phước báo chân chánh. Muốn tu phước, rốt cuộc tu đó đều là giả cả, đều chẳng phải chân thật.
Phước báo chân chánh vẫn phải nhờ vào trí tuệ anh mới có thể tu, mới có thể trồng phước. Không có trí tuệ thì đến đâu để trồng phước? Phật dạy chúng ta, thế gian có ba loại phước điền. Các bạn học Phật đồng tu đều biết, tuy biết mà vẫn không rõ lắm. Nói một cách khác là vẫn mơ hồ khái quát. Vì vậy nên đối với sự tu học vẫn y nguyên không giúp được chi cả. Ba loại phước điền này, loại thứ nhất là ân điền, có ân với chúng ta là cha mẹ. Cha mẹ là ân điền. Thứ nhì là thầy. Phật cũng gồm trong ý là thầy. Thầy dạy dỗ chúng ta. Cho nên đối với Phật, Bồ Tát và thầy cũng là phước điền, kính điền. Chúng ta với tấm lòng chân thành cung kính để phụng sự sư trưởng. Ngoài ra là tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh gọi là bi điền. Chúng ta phải có tâm từ bi đối với tất cả chúng sanh. Con người không thể rời khỏi xã hội để sanh tồn. Đời sống chúng ta, ăn mặc sinh sống đều nhờ vào quần chúng rộng lớn. Chúng ta cùng tất cả chúng sanh, chứ chúng sanh này là nghĩa rộng, không chỉ là chúng sanh hữu tình, loại chúng sanh vô tình. Chúng ta nay ngồi tại giảng đường này, chiếc ghế nó cũng là chúng sanh, là chúng duyên hòa hợp mà sanh, là loại vô tình. Chiếc bàn đây bày trước mặt chúng ta hôm nay đều đang dùng nó. Nói một cách khác, một cành cây, một ngọn cỏ cùng với đời sống của chúng ta đều có sự liên quan mật thiết. Chúng ta đối với số chúng sanh cùng khắp này phải lấy tâm từ bi để đối đãi, là bi điền. Cho nên Phật dạy, nếu anh muốn trồng phước thì ba cái này là phước điền. Phật dạy đích thật rất rõ ràng. Chúng ta vì sao lại không làm được? Là vì mê. Thế gian pháp có một câu nói rất hay: lợi lĩnh trí hồn. Chữ lợi này là lợi ích của bản thân mình. Đem cái này xem quá nặng, đem trí tuệ làm mê mất. Vừa bị mất, tùy Phật về chúng ta nói ra ba thứ phước điền. Chúng ta cũng sẽ không thật tình ở trong phước điền này mà trồng phước. Chẳng phải Phật không từ bi, chẳng phải Phật không hộ niệm chúng ta. Chúng ta đã cô phụ Phật đã.
Trước tiên, chúng ta hãy từ ân điển mà xem. Ân đức của cha mẹ đối với chúng ta có mấy người biết đến. Tục ngữ thường nói, đến khi chính anh nuôi con cái, anh mới biết được ân đức của cha mẹ. Lời này chẳng sai. Cần phải làm cho con người hồi quang phản chiếu, họ mới nghĩ đến ân đức của cha mẹ. Con cái của chính họ thì họ hết lòng hết dạ trông nom chúng nó, đem cha mẹ sớm đã quên mất, đều bỏ lại sau lưng. Họ đều không nghĩ đến khi chính họ còn là trẻ con, cha mẹ trông nom họ như thế nào. Họ không nghĩ đến được như vậy. Nếu có thể hồi đầu, hồi đầu là bến bờ, vừa mới hồi đầu tức là trí tuệ, họ không hồi đầu tức là mê càng đen tối, họ không biết. Họ không biết ơn đức của cha mẹ. Phật dạy chúng ta tu hành, ý nghĩa của hai chữ tu hành này cần phải hiểu rõ. Tu là tu chính, hành là hành vì sai quấy, cũng tức là tư tưởng sai quấy, kiến giải sai quấy, ngôn ngữ hành vi sai quấy. Từng thứ đều đem nó tu chính trở lại. Đây gọi là tu hành. Sự tu hành chân chánh là ở nơi tâm địa, cũng tức là bảo phải sửa đổi cái tâm. Trong kinh Vô Lượng Thọ dạy rằng, tẩy tâm dị hành, đấy mới gọi là chân tu hành. Phải sửa đổi cách nào? Phật ở trong các kinh luận đều có cương lĩnh, đều có mục lục tỉ mỉ. Những cương mục này thật là quá nhiều. Chúng ta nếu thật sự nắm được một hai điều, trong một đời quả nhiên nếu có thể y giáo phụng hành, thì anh sẽ được lợi ích chân thật. Các bạn đồng tu Tịnh Độ Tông của chúng ta tại trong học hội Duyên Khởi đề ra 5 khoa mục. Đều là căn cứ ngũ kinh nhất luận. Từ trong kinh văn trích lược ra đây. Khoa mục thứ nhất là tam phước trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Chúng ta muốn tu phước, Phật dạy chúng ta làm cách nào để tu phước.
tu học cái phước báo chân thật. Tam phước có ba điều. Điều một là phước báo nhân thiên. Hiện nay tại Đài Loan chúng ta, thậm chí ngay đến nước Mỹ, tôi cũng thường nghe đến có nhiều người đang đề xướng nhân gian Phật giáo, nhân gian tịnh độ. Đặc biệt nêu lên cái chiêu bài nhân gian. Nhân gian phước báo thì không thể rời khỏi điều một, đệ nhất phước. Điều hai là tiểu thừa phước. Phước báo của thành văn duyên giác thừa. Điều ba là đại thừa phước, là phước báo của Bồ Tát đang tu. Điều một có bốn câu. Đây là cương lĩnh. Quý vị muốn tu phước tu tuệ thì phải từ đây hạ thủ. Trong bốn câu, câu thứ nhất: hiếu dưỡng phụ mẫu. Câu thứ hai: phụng sự sư trưởng. Câu thứ ba: từ tâm bất sát. Câu thứ tư: tu thập thiện nghiệp. Quý vị hãy tự thử nghĩ xem, phù hợp lời Phật thường nói là ba loại phước điền. Loại thứ nhất, hiếu dưỡng phụ mẫu là ân điền. Câu thứ hai, phụng sự sư trưởng là kính điền. Câu thứ ba, từ tâm bất sát là bi điền. Anh xem, ba loại phước điền đều ở trong đệ nhất phước. Còn câu sau cùng là tu thập thiện nghiệp, thì ba loại phước điền đều đầy đủ. Chân chánh tu phước phải tu cách này. Nếu anh nhận thức được rõ ràng, phân biệt rõ ràng, đây là tuệ, có trí tuệ, có thể làm theo lời Phật dạy, thì thật sự là trồng phước điền. Bốn câu này, thưa quý vị, nếu đem nó giảng tỉ mỉ thì bao gồm toàn bộ Phật pháp. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật trong 49 năm chỗ nói tất cả pháp chẳng vượt ngoài bốn câu này. Bốn câu này là tổng cương lĩnh. Chúng ta hôm nay ở đây để giảng giải và tham cứu thảo luận sơ qua. Đây là thuộc về tuệ. Tuệ có được giải rồi thì sau mới chịu trồng phước. Biết làm cách nào để trồng phước. Trước tiên đối với chữ hiếu này là phải nhận thức rõ ràng. Anh xem cái chữ hiếu. Trong chữ Trung Quốc thì chữ này là hội ý.
Phần trên là chữ lão, phần dưới là chữ tử. Tức là đời trước và đời sau kết hợp lại thành một thể, không thể chia cách. Nếu chia ra thì hiếu không còn nữa. Cho nên người ngoại quốc không có chữ này, họ không có quan niệm này. Người Đông Phương thì có. Chúng ta lớp già này đi nên lại còn lớp già nữa. Quá khứ vô thủy, lớp con vẫn còn lớp con nữa. Nhìn về phía dưới thì là vị lai vô chung. Vô thủy vô chung là một cái nguyên thể. Đây tức là hiếu. Chúng ta phải nhận thức cho rõ ràng, đó là chính mình. Chẳng phải kẻ khác, là một thể. Từ mặt dọc mà nhìn là vô thủy vô chung, là một thể. Từ mặt ngang mà nhìn, ngang khắp mười phương, đây là một thể. Cho nên chữ hiếu của Trung Quốc, phù hiệu này, nếu từ Phật Pháp mà nói, nó là đại biểu cho Pháp giới. Tận hư không biến Pháp giới, tức là một cái tự kỷ. Đây là sự thật chân chánh. Chúng ta không biết, đây gọi là mê. Ai biết được? Phật biết được, Đại Bồ Tát biết được, Tiểu Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác đều không biết chân tướng của sự thật này. Biết được chân tướng của sự thật, cho nên họ mới tận hiếu. Cho nên hai chữ hiếu dưỡng họ mới làm được viên mãn. Họ không biết họ phải bắt đầu làm từ đâu. Trong Phật Pháp nói đến mê và ngộ. Mê là mê cái gì và ngộ là ngộ cái gì? Chúng ta cũng có thể nói như thế này, tức là chữ hiếu này: chư Phật Bồ Tát ngộ, tất cả chúng sanh đã mê. Hiếu tức như trong thiền tông nói đến bản lai diện mục trước khi cha mẹ chưa sanh ra, tức là cái chân ngã mà trong Đại Thừa Pháp nói đến. Chúng ta từ trong kinh luận của Tịnh Độ Tông, nơi chú sớ của các vị cổ đức, thường thấy nói đến tịch quang tịnh độ, thân độ bất nhị. Thân là thân thể, độ là hoàn cảnh. Thân độ bất nhị là một cách nói này. Cách nói này cùng với trong kinh Hoa Nghiêm nói đến tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí. Quý vị hãy thử nghĩ xem, là một ý nghĩa. Đích thật cái thể của Pháp giới tức là mình. Vì thế cho nên đối với cha mẹ, anh nhất định phải hiếu dưỡng. Ý nghĩa của chữ hiếu này tức là anh hiểu rõ đạo lý, biết rõ chân tướng của sự thật,
Đây gọi là hiếu. Thiết thực trên sự tướng, tức là dưỡng. Cho nên dưỡng là sự, hiếu là lý. Rõ lý là tuệ, là trí tuệ. Thì anh sẽ biết làm cách nào để nuôi dưỡng cha mẹ của anh. Không chỉ là dưỡng cái thân thể của cha mẹ, làm cho thân thể họ tráng kiện sống lâu, làm cho họ được hạnh phúc vui vẻ, mà còn phải nuôi dưỡng cái trí của cha mẹ, nuôi dưỡng cái tâm của cha mẹ. Hy vọng của cha mẹ đối với anh dĩ nhiên trên thế gian có loại cha mẹ thông minh trí tuệ, cũng có loại cha mẹ hồ đồ. Những loại cha mẹ mê hoặc điên đảo, hy vọng nơi anh hoàn toàn là lợi dưỡng, danh văn lợi dưỡng. Hy vọng anh được những thứ này. Đây là sai lầm. Vì vậy cho nên trong cách nuôi dưỡng cha mẹ, không những là nuôi dưỡng cái thân của cha mẹ, nuôi dưỡng cái tâm của cha mẹ, nuôi dưỡng cái trí của cha mẹ, quan trọng nhất là phải nuôi dưỡng cái trí tuệ của cha mẹ. Anh phải làm cho họ khai mở trí tuệ, phải giúp cho cha mẹ phá mê khai ngộ, giúp cho cha mẹ thành Phật làm tổ. Vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi thì sự hiếu dưỡng này mới đến nơi đến chốn. Trong đời này, dù đối với họ phụng dưỡng tốt thế mấy, để họ vui vẻ khoái lạc, sau khi chết vẫn rơi vào lục đạo luân hồi. Cách hiếu dưỡng này thật là thiệt thòi, thua lỗ quá nhiều. Phải giúp đỡ họ liễu sanh tử, ra khỏi tam giới. Đây mới gọi là thật sự nuôi dưỡng phụ mẫu. Cho nên, từ trên sự tướng mà nói, cha mẹ đều hy vọng con cháu trên học vấn, trên sự nghiệp đều có được thành tựu. Cho nên trong thời gian đi học, bài vở anh làm không tốt, đó tức là bất hiếu. Cha mẹ lo buồn, cha mẹ áy náy, anh đã có lỗi với cha mẹ. Do đây có thể biết phải cố gắng học hành. Tính tình không tốt, cha mẹ cũng lo lắng, cũng lo buồn. Cho nên tu dưỡng phẩm cách, học hành tại trường, phẩm cách học vấn đều ưu thì cha mẹ mới vui lòng. Khi bước vào xã hội, nhất định phải theo làm những ngành nghề chính đáng. Ngành nghề của chúng ta không tạo tội nghiệp, đây là điều quan trọng bậc nhất. Sự chọn lựa ngành nghề, ngành nghề này là lợi ích xã hội, lợi ích đại chúng. Chọn những nghề này, ngành nghề này là tích thiện tích đức, điều này quan trọng. Ví dụ,
Chỉ dụ như chúng ta cử một ví dụ đơn giản, chúng ta mở một cửa tiệm, chúng ta mở một tiệm cơm chay. Ở đây chúng ta không bán thức ăn mặn, đây tức là không tạo sát nghiệp. Phù hợp với câu thứ ba trong đệ nhất phước, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Tóm lại, không thể trái ngược với lời dạy bảo của Phật. Điều này vô cùng quan trọng. Trong gia đình, nếu anh em bất hòa, cha mẹ cũng đau buồn, anh em phải hòa một, thân thích bạn bè cũng phải hòa một, giúp đỡ lẫn nhau. Cha mẹ nhìn thấy thì sao họ chẳng vui lòng, chẳng hoan hỷ? Trong lòng hoan hỷ thì họ sẽ sống lâu, sẽ khỏe mạnh. Quý vị nên biết, người già thì bệnh hoạn nhiều, khổ nhiều. Bệnh khổ này là ai mang đến cho họ? Là con cháu bất hiếu mang đến. Cha mẹ trong tâm có cái gút, có âu lo, âu lo lâu ngày ở trong lòng thì trở thành bệnh. Bệnh là đến bằng cách đó. Nếu cha mẹ suốt ngày hoan lạc vui vẻ thì họ làm sao sanh bệnh được? Dù tuổi có lớn họ cũng không sanh bệnh, khỏe mạnh trường thọ. Cho nên anh mới biết được hiếu dưỡng cha mẹ chẳng phải là việc làm dễ dàng. Không chỉ bón vẹn chăm sóc về mặt ăn uống, ấy là việc nhỏ không đáng kể. Ngoại trừ phương diện này ra, còn rất nhiều phương diện đều phải chăm sóc đến. Cha mẹ nếu có trí tuệ, có học vấn, có nhãn quan, thì hy vọng của họ đối với anh lại càng khác hẳn. Họ hy vọng anh trong xã hội này làm một bậc hiền nhân, làm người tốt, làm thánh nhân, có thể làm lợi ích cho quảng đại quần chúng. Không chỉ làm lợi ích quần chúng hiện tại, mà còn hy vọng anh làm lợi ích cho đại chúng ở vị lai. Nhãn quan này thì xa hơn, tập thánh tập hiền. Họ là phụ mẫu của bậc thánh hiền thì sẽ được sự tôn kính rộng lớn, không những là người mà cả thiên thần quỷ thần gặp họ cũng đều tôn kính. Cho nên chữ dưỡng trên sự mà nói thì thật là vô lượng vô biên. Thời gian giảng diễn của chúng tôi rất ngắn, chỉ sơ lược đưa ra vài tỷ dụ. Hy vọng quý vị nghe một biết mười. Suy nghĩ thêm cho nhiều thì chúng ta mới có thể tận hiếu đạo. Mà hiếu kính là tánh đức. Sự giáo dục của Phật Đà, mục tiêu của nó là mình tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Nếu có ai hỏi vì sao phải thành Phật, thành Phật có lợi ích gì? Thành Phật tức là có được trí tuệ, phước đức,
viên mãn, viên mãn的智慧佛。Hai thứ này là mọi người đều mong cầu. Cái trí tuệ phước báo của cánh viên mãn chỉ khi thành Phật là có được. Có được thì gọi là thành Phật. Chỉ là siêu việt như vậy. Khi đã giảng rõ ràng, giảng minh bạch thì mọi người biết mong cầu, biết được lợi ích của sự thành Phật. Nếu anh dùng cách khác, thậm chí nhiều thuật ngữ trong Phật giáo để nói với họ, họ nghe không hiểu, họ không có cách gì lý giải nổi. Hỏi họ thành Phật có lợi ích gì? Anh có muốn được phước báo hay không? Cái phước báo cứu cánh viên mãn, cái trí tuệ cứu cánh viên mãn, có được đó gọi là thành Phật. Kỳ thật, trong đầu óc của họ, thành Phật hay không thành Phật đối với họ không quan trọng. Nhưng giàu sang phú quý đối với họ rất quan trọng. Họ không biết phú quý và thành Phật là một việc, chẳng phải là hai. Câu thứ hai là phụng sự sư trưởng. Chúng ta biết cái xã hội hiện tại, sư đạo dần dần lần hồi tiêu mất. Đây là cái căn nguyên khổ nạn của chúng sanh. Con người nếu như không có được sự giáo dục thì đích thực trên tư tưởng, quan niệm và hành vi của họ rất cận kề loài cầm thú. Sự giáo dục đặc biệt hơn hết là sự giáo dục của thánh hiền, cũng tức là sự giáo dục của cách làm người. Con người phải biết cách nào để làm người, là một con người có trí tuệ, có phước đức. Là một con người quyết định không rơi vào tam ác đạo, đó mới gọi là làm người. Điểm này rất quan trọng. Điểm này phải nhờ vào thầy. Nếu như không có thầy chỉ dạy, chúng ta làm người mới nhìn bề ngoài thì giống người, kỳ thật chẳng phải là người. Trong Đại Thừa Phật Pháp dạy rất rõ ràng, thập pháp giới, trong mỗi pháp giới đều có thập pháp giới. Điều này tôi nghĩ những người thường đọc kinh Phật đều biết. Đây là thường thức của Phật giáo. Trong nhân gian chúng ta có vị Phật trong loài người. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật xưa kia xuất hiện trong thế gian chúng ta, chẳng phải là Phật trong loài người hay sao? Có Bồ Tát trong loài người, có Thanh Văn Duyên Giác trong loài người, có trời trong loài người, có người trong loài người, lại còn có quỷ trong loài người. Quý vị từng thấy qua chưa? Chúng ta thường nghe kẻ kia xảo nguyệt nham hiểm như quỷ, tức là quỷ trong loài người. Có địa ngục trong loài người, súc sanh trong loài người. Bây giờ thì dáng điệu của họ giống như người, nhưng chẳng bao lâu họ sẽ đến địa ngục ngạ quỷ súc sanh để trình diện.
Phật vì chúng ta nói những lời này đều là sự thật. Bậc Thánh Hiền dạy chúng ta làm người, cũng tức là bảo trong thập pháp giới chúng ta có thể không bỏ thân người. Sau khi chết, kiếp sau vẫn còn được thân người, mà lại được thân người hạnh phúc hơn đời này. Phước báo còn lớn hơn đời này. Đây là mục tiêu giáo dục của các bậc Thánh Hiền. Nếu như không chấp nhận lối giáo dục này mà muốn khỏi đọa tam đồ, thì là khó khăn lắm đấy. Tại vì sao? Tham tâm thì sinh vào đường ngạ quỷ. Chúng ta hãy thật lòng phản tỉnh và kiểm điểm xem, ta có lòng tham không? Lòng tham của ta có nghiêm trọng hay không? Nếu lòng tham của mình rất nặng, đối tượng của cái tham không cần phải hỏi. Tham tài, tham danh, tham sắc, thậm chí những người học Phật lại tham Phật Pháp, đó vẫn là tham. Không phải nói đến đối tượng, là chỉ nói đến lòng tham. Tham Phật Pháp vẫn là tham, vẫn phải vào đường ngã quỷ. Tham công đức vẫn phải vào ngã quỷ. Kẻ khác làm việc công đức, ta làm còn lớn hơn họ, thắng hơn họ, vẫn là tâm tham. Tâm tham, tâm ngạo mạn, tâm tham lại thêm vào ngạo mạn, thì công đức tu học đi đến đâu? Là vào đường Atula, là phiền phức đấy. Đây tức là không có trí tuệ. Tâm sân quế, đọa địa ngục, ngu si sẽ thành súc sanh. Ngu si tức là chân giả, tà chánh, thị phi, thiện ác, không có khả năng phân biệt. Trong xã hội hiện tại, chúng ta tiếp xúc và thấy rất là nhiều. Vậy thì đây đều là đem sự giáo dục của Thánh Hiền đánh mất. Xưa kia, trẻ con lúc 6-7 tuổi thì được dạy đạo lý làm người, nguyên tắc làm người. Đây là nền giáo dục tiểu học của thời xưa ở Trung Quốc. Hiện nay đã phế bỏ rồi. Cho nên cái xã hội ngày nay mới đại loạn. Đài Loan chúng ta tuy rất là giàu có, nhưng tình trạng thực tế là phú nhì bất lạc. Giàu mà tháng ngày vẫn đau khổ, thật là oan uổng. Thua xa những nơi tuy nghèo mà an lạc. Chúng ta không sánh nổi với họ. Việc này đáng cho chúng ta phản tỉnh. Ngày nay vẫn còn có thể nói đến chút ít đạo lý làm người.
vốn còn có thể nói đến chút ít hiếu đạo. Chỉ có trong Phật Pháp mới nói đến, ngoài Phật Pháp ra không còn ai nói đến cả. Xã hội phần nhiều nếu đề cập đến việc này thì họ nói rằng tư tưởng này đã lạc hậu rồi, phần nhiều người ta không cần đến nữa, lạc hậu rồi. Tuy nhiên gần đây chúng tôi nghe được một tin mừng truyền từ bên đại lục. Những nhân vật lãnh đạo của một số quốc gia ở đại lục đã ý thức được nhóm tuổi trẻ làm cho phong khí xã hội bại hoại, đạo đức luân lạc. Họ rất lấy làm lo lắng, tình nghĩ đến vẫn phải dùng lối giáo học truyền thống hay ho trước kia của Trung Quốc để giáo dục thanh niên, để bồi dưỡng lớp người sau. Sự tỉnh ngộ này chúng tôi nghe được vô cùng vui mừng. Chúng ta nói đến mê và ngộ, đây là ngộ, đây là niệm giác ngộ. Nếu có thể khôi phục sự giáo dục về luân lý đạo đức, khôi phục sự giáo học về cách xử thế đối người, đây là cái phước của quốc gia dân tộc chúng ta. Cho nên khi tôi nghe được tin này thì vô cùng vui mừng. Sư đạo phải tôn trọng, tôn sư trọng đạo, đây gọi là phụng sự sư trưởng. Ơn đức của sư trưởng thuở xưa cùng với ơn đức của cha mẹ như nhau, chẳng có sai khác. Cho nên học sinh hiếu thuận đối với cha mẹ cùng với sự cung kính đối với sư trưởng cũng chẳng có gì sai khác. Trong nghi lễ xưa, tang lễ là được coi trọng nhất. Cha mẹ qua đời còn phải chịu tang 3 năm, 3 năm mặc tang phục. Còn nếu thầy qua đời thì tâm tang 3 năm, chịu tang trong lòng 3 năm. Ngoài việc không mặc tang phục, tâm tình bi ai tưởng nhớ cùng với cha mẹ không có gì khác cả. Con cái của thầy cùng anh em ruột của mình xem như nhau, trọn đời đều phải chiếu cố. Cho nên xưa kia là một vị thầy giáo, mục tiêu của họ là bồi dưỡng học sinh. Ví dụ họ có học sinh, cũng có con cái và học sinh của họ đều do họ dạy. Khi con của họ thi đậu, đậu cử nhân hoặc tiến sĩ, học sinh của họ thì lại thi rớt, thì họ sẽ không còn mặt mũi gặp người. Người trong xã hội sẽ chửi họ, cho là thầy này có lòng riêng tư. Con mình thì đậu, còn học trò thì rớt, họ sẽ không còn mặt mũi làm người. Cho nên họ phải dốc toàn lực dạy học sinh đậu. Con của họ có rớt cũng không sao, học sinh thi đậu, nở mặt nở mày, xã hội đại chúng tôn kính họ. Vị thầy này hết lòng dạy dỗ. Cho nên từ giá trị quan của toàn cái xã hội mà nói, trước kia và bây giờ hoàn toàn khác hẳn. Cảm tình của học sinh đối với thầy cũng không giống nhau. Cho nên thầy đối với học sinh, sự tận tụy về việc dạy dỗ, trách nhiệm và thương yêu bảo bọc thường khi vượt hơn cha mẹ.
Cho nên cái ơn đức của Thầy đối với học trò suốt đời cũng không thể quên được. Học sinh phải làm cách nào để báo đáp Thầy? Hiếu thuận như đối với cha mẹ, kỳ vọng của Thầy đối với anh. Thuở xưa, Thầy đối với học sinh đều hy vọng học sinh công danh được thành tựu. Để vì quốc gia, vì xã hội, vì đại chúng phục vụ. Được sự tôn kính của xã hội đại chúng thì Thầy sẽ thấy vinh quang. Giờ đây ta có thể biết cách xử thế đối người tiếp vật nhất định tuân theo lời dạy bảo của Thầy, chẳng dám trái lời. Thầy dạy về hiếu, về trung, về nhân, về nghĩa. Thầy dạy những thứ này anh đều có thể tuân theo, đều có thể đem ứng dụng vào trong đời sống của anh, thì Thầy vui mừng vì họ không luống công dạy dỗ. Học trò thật sự đã thành tựu, đây gọi là phụng sự sư trưởng, tức là trong kinh điển Phật giáo chỗ nói y giáo phụng hành, chúng ta mới làm vui lòng được Thầy. Tại Trung Quốc, nền giáo dục truyền thống cùng với Phật Pháp Đại Thừa đều là xây dựng trên cơ sở hiếu thân tôn sư. Từ cái cơ sở này phát dương quang đại. Trong Kinh Luận Đại Thừa chúng ta thường thấy, đặc biệt nhất là trong Bồ Tát Giới Kinh, Phật dạy chúng ta đàm đem hiếu đạo phát dương quang đại. Từ hiếu thuận cha mẹ đến hiếu thuận sư trưởng, đến hiếu thuận tất cả chúng sanh. Cho nên toàn bộ Phật Pháp tức là chỉ đem hiếu đạo triệt để phát dương quang đại mà thôi. Không những cái xã hội này được hòa hài, thế giới hòa hài, Phật Pháp chỗ cầu là tận hư không biến pháp giới, nơi nơi đều hòa hài. Đây là mục tiêu của nền giáo dục Phật giáo. Từ việc hiếu kính thì tánh đức của chúng ta tự nhiên sẽ có thể lưu lộ ra. Đó là từ bi. Từ bi đối với tất cả chúng sanh. Trong kinh văn đưa ra một ví dụ cho chúng ta. Không sát sanh. Chẳng phải nói ngoài việc không sát sanh, những thứ khác đều không cần, thì anh đã sai. Đó chỉ là đưa ra một ví dụ. Không sát hại tất cả chúng sanh. Không những phải làm được không sát hại, trong Kinh Đại Thừa dạy không não hại tất cả chúng sanh,
Nếu anh làm cho chúng sanh sanh phiền não không vui, vì anh đã không từ bi rồi. Cho nên trong bốn tất đà, cái thứ nhất là thế giới tất đà. Nó là nghĩa gì? Nơi chỗ có Bồ Tát làm cho tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Đây là Bồ Tát. Đây mới là từ bi chân chánh. Chúng sanh kia rất chán tôi, thấy tôi là giận hờn, vậy tôi gặp nó liền trốn ngay thì nó được vui, không làm nó giận. Đây đều gọi là Bồ Tát hạnh. Bồ Tát hạnh tu ở đâu? Là ở ngay trong quần chúng mà tu, là ở ngay trong xử thế đối người tiếp vật mà tu. Y theo cương lĩnh của Phật dạy, Phật dạy chúng ta sáu cái cương lĩnh: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và bát nhã. Y theo cương lĩnh này mà tu. Bố thí tức là buông bỏ, chẳng phải bảo nghe nói bố thí thì đến chùa để quyên góp chút ít tiền gọi là bố thí. Đây là sai lầm lớn. Đó đâu có gọi là Bồ Tát hạnh, mê hoặc điên đảo. Bố thí là xả bỏ, là buông xuống. Buông xuống vật gì? Buông xuống cách nghĩ sai lầm, buông cách nhìn sai lầm xuống, buông cách làm sai lầm xuống. Đây mới là quan trọng. Vậy anh bố thí tài là buông bỏ tâm tham. Con người đều tham tài. Trong tất cả các tham, điều này là nghiêm trọng nhất. Cho nên đây chỉ đề ra một ví dụ mà thôi. Thấy còn quá nhiều, quá nhiều. Tất cả đều phải buông xuống. Vì sao? Vì trong chân tâm của anh vốn là trong sạch. Lục tổ Huệ Năng trong Thiền Tông nói rất hay: bổn lai vô nhất Phật. Khi đã có một Phật thì hãy lập tức bố thí ngay. Như vậy là đúng. Bổn lai vô nhất Phật, tâm vốn là thanh tịnh. Đại sư Huệ Năng khi khai ngộ, câu đầu tiên của Ngài nói: nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Trong tâm anh có vọng tưởng, có chấp trước, có lo lắng, có buồn phiền, thì tâm anh là không thanh tịnh. Phật dạy anh những thứ này tất cả đều buông xuống, tất cả đều bố thí hết, để khôi phục lại cái tâm thanh tịnh của anh. Trì giới là thủ pháp, đối người, đối với sự, với vật có một pháp độ nhất định, quy củ cần phải tuân thủ. Cái gọi là sự có gốc ngọn, có trước sau, có tuần tự. Y theo phương pháp này mà làm, thứ lớp đàng hoàng. Đây là trì giới. Cho nên sáu đại cương lĩnh của Bồ Tát, nội dung của mỗi điều đều là sâu rộng vô hạn. Chúng ta nên biết, nhẫn nhục là bồi dưỡng tánh nhẫn nại của chính mình.
bất luận làm việc gì đều phải nhẫn nại. Trong cảnh thuận hay cảnh nghịch, ở chung với người tốt hoặc ở chung với kẻ xấu, tất cả đều là cảnh giới tu hành của Bồ Tát. Cảnh giới nào tốt, cảnh giới nào xấu, không có. Cảnh giới là bình đẳng. Cảnh giới thuận hay nghịch đều là bình đẳng. Thật pháp giới đều là bình đẳng. Trong mắt của Bồ Tát không có cao hạ, không có ưu điểm. Phật Bồ Tát là tâm thanh tịnh, không có phân biệt. Sao có cao hạ? Cho nên trong đó kinh Vô Lượng Thọ nói rất hay. Trên đề kinh đem tổng cương lĩnh của sự tu hành chỉ dạy chúng ta. Tu cái gì? Tu thanh tịnh, tu bình đẳng, tu giác. Quý vị nên biết, thanh tịnh là phước, bình đẳng là tuệ, giác là phước tuệ đầy đủ. Có tuệ không có phước là không giác. Có phước không có tuệ cũng không giác. Cho nên trong giác là phước tuệ viên mãn. Tu thập thiện nghiệp. Thập thiện là vô cùng vô cùng quan trọng. Nói một cách khác, thập thiện tức là cái tiêu chuẩn của nhân pháp giới lấy được từ trong thập pháp giới. Hành bảo có quan trọng không? Phật dạy chúng ta thượng phẩm thập thiện được sanh thiên. Trung phẩm thập thiện thì được thân người. Cái thập thiện của chúng ta phải bớt đến 70-80 phần mới đủ tiêu chuẩn. Hạ phẩm thập thiện thì rất miễn cưỡng. Đó còn phải tùy thuộc vào những trợ duyên khác. Trung phẩm thập thiện thì yên ổn vững vàng được thân người. Tu thập thiện nghiệp, thập thiện nghiệp tất phải tuân thủ. Thân không giết người, không trộm cắp, không tà dâm. Những thứ này là đối với các đồng tu tại gia mà nói. Miệng không nói dối, không nói hai lưỡi, không ác khẩu, không nói lời thiêu dịch. Ý không tham, không sân, không si. Anh làm được và hết lòng để làm, phước tuệ đều ở ngay trong đó. Anh chịu làm, hết lòng mà làm, tức là tu tuệ. Chỗ anh được là đại phước báo, quyết định không đọa tam đồ. Nếu như anh không niệm Phật, không cầu sanh tịnh độ, kiếp sau anh hưởng được phước báo nhân thiên. Phước báo ở đời sau nhất định thù thắng hơn đời này. Tuy nhiên, những người học Phật đều biết quả báo này vẫn chưa cứu cánh. Vì sao? Con người khi vừa hưởng phước thường thường hay mê hoặc. Chúng ta thử xem xã hội hiện nay.
những kẻ đại phát tài, làm quan lớn đều là tu từ kiếp trước. Bây giờ họ đang hưởng thụ, hưởng thụ rồi thì sao? Hưởng thụ thì lại mê, họ không tu nữa. Đối với những gì Phật dạy họ đều không hiểu. Anh nói với họ, họ không nghe lọt vào tai. Nói cách khác, phước báo của họ khi hưởng hết, cái khổ báo của tam đồ thì lại hiện tiền. Cho nên phước báo nhân thiền chẳng phải là cứu cánh. Quyết định có thể có được. Có cầu Phật sự môn trung hữu cầu tất ứng. Phật dạy chúng ta những lý này, dạy chúng ta phương pháp. Y theo phương pháp lý luận này mà cầu, chẳng có thứ gì mà không cầu được. Nhưng điều là chẳng cứu cánh, chỉ e sợ chúng ta không có trí tuệ. Một niệm mê lầm, một khi đã đọa lạc, muốn có được cơ hội giác ngộ, đó thật là rất khó, rất khó. Câu khai kinh kệ trong kinh điển chỗ nói, trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Câu này đều chẳng phải dối. Khi gặp lại một lần nữa, có cơ hội tốt, đánh thức chúng ta giác ngộ, không dễ dàng có được. Việc này, nếu chúng ta thật sự quan sát kỹ lưỡng, có thể thấy rõ. Anh thử nghĩ, thế giới hiện nay, trên 4 tỷ người, có bao nhiêu người được nghe Phật Pháp? Trong số người nghe được Phật Pháp, lại có mấy người nghe được chánh Pháp? Anh quan sát như vậy và so sánh, anh mới biết được thật là khó khăn. Bao nhiêu người đã được thăng người, suốt đời chưa từng nghe được Phật Pháp, suốt đời không biết được đạo lý này. Họ hồ đồ mê muội sống qua một kiếp người, kiếp sau lại rơi vào tam ác đạo. Thật là oan uổng biết mấy. Đây là khổ. Xem ra thì quyền thế của họ lớn hơn chúng ta, phú quý cùng tất cả hưởng thụ đều hơn chúng ta quá nhiều. Tự mình ở đó tác oai tác quái, chúng ta nhìn thấy rõ ràng. Vài ba năm sau thì rơi vào tam ác đạo. Hiện nay chúng ta mọi mặt đều chẳng bằng họ, nhưng nhìn lại thì tương lai sáng lạng hơn họ, tốt hơn họ rất nhiều. Nếu như nhận thức được tịnh độ, hiểu rõ tịnh độ, tu học tịnh độ, cầu sanh tịnh độ, cái phước báo ấy, chư Phật và Bồ Tát cũng nói không hết. Đây mới thật là cái phước báo cứu cánh viên mãn. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây. Ngày mai chúng ta gặp lại.